Oh no, fuck it. Ok, tôi đang theo dịch nữa đây. Bây giờ là 12 giờ rưỡi. Tôi đi research camp.
Ok, các bạn coi trên trời kiểu mây nữa. Cụm lại như vậy rất là đẹp không? Đó mới là mây thiệt. Mây đó là mây mây thiên nhiên đó ha. Không phải mây nhân tạo ha. Mà kìa cụm đẹp, có trời đẹp luôn. Hết chỗ chê luôn. Không chỗ nào chê được. Buổi sáng này tôi thông dịch cho một người. Ủa, sáng này thông dịch đâu ta? Ồ, Shakopee. Killing us, man. Natural clouds, yeah.